xin kính chào quý vị đến với kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2023, tức là năm nay, Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô có gửi đến cho chúng ta một sứ điệp mang chủ đề Nói bằng trái tim. Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe cuộc trò chuyện với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm là thành viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh Vatican. Ngài sẽ chia sẻ với chúng ta những suy tư của Ngài về sứ điệp của Ngày Thế Giới Truyền thông năm nay do Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến cho chúng ta. Kính thưa Đức Cha, như vậy là đã có 57 sứ điệp của các Đức Giáo Hoàng gửi đến cho chúng ta nhân các ngày thế giới truyền thông của 57 năm vừa qua. Ở trong đó có 10 sứ điệp của Đức Giáo hoàng Đương Kim Francisco. Thì con còn nhớ là sứ điệp truyền thông đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco gửi cho các tín hữu nhân ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2014 sứ điệp đó có chủ đề là văn hóa gặp gỡ ngài gửi đi sứ điệp đó bởi vì ngài nhận thấy rằng thế giới ngày hôm nay gặp bao nhiêu những đau đớn lớn lao bởi vì những xa cách những chia lìa những tiến bộ về truyền thông tưởng rằng sẽ làm cho người ta gần gũi gặp gỡ nhau nhiều hơn nhưng mà trong thực tế nhiều khi người ta lại tạo ra những cái hậu quả trái ngược lại. Người ta dùng những phương tiện truyền thông để mà tấn công nhau, để bôi nhỏ rồi loại trừ nhau. Có khi tìm cách lãng quên nhau và gây ra những chia lìa. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới nhắn nhủ rằng là hãy biết sử dụng các phương tiện truyền thông để xây dựng văn hóa gặp gỡ và cái văn hóa gặp gỡ đó bàn bạc trong các sứ điệp truyền thông của Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt được triển khai trong ba sứ điệp mới nhất của ba năm vừa qua. Cái văn hóa gặp gỡ đòi hỏi những người làm truyền thông phải đích thân đến mà xem rồi lắng nghe nhau rồi nói bằng cả trái tim. Thưa Đức Cha, người ta có thể có cái cảm nhận đầu tiên như thế khi đọc cái sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông năm nay. Còn Đức Cha thì cái cảm nhận đầu tiên mà Đức Cha có được khi đọc sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông năm nay của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô là gì ạ? Ờ, xin uh, kính chào uh, Cha Thư ký của Ủy ban uh, Truyền Thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và xin kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình. À, cha đặt câu hỏi về cảm nhận đầu tiên. À. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi đọc sứ điệp này là mình nhớ về một kỷ niệm hồi xưa. Khoảng năm 1996, thì tôi bắt đầu vào dạy học cho các thầy ở đại trung viện Sài Gòn đây này và phụ trách môn giảng thuyết. Thế thì khi dạy học cho các thầy thì phải soạn giáo trình. Thế tôi mới đặt tựa đề cho giáo trình về giảng thuyết là Cò ad Cor, at, cor, loquitor. Ừ. Tính là tình có nghĩa là con tim nói với con tim. Thế rồi khi đọc sứ điệp truyền thông năm 2023 này thì thấy Đức Giáo Hoàng Phan Francisco ừ. cũng nhắc lại cái câu nói đó và ngài giải thích rõ ràng cho mọi người đó là câu nói nổi tiếng của Thánh Phan Francisco Salesio là Thánh bổn mạng của giới truyền thông và John Henry Newman một nhà thần học lớn của thế kỷ 20 và cũng là một vị thánh nữa đã lấy cái câu đó làm châm ngôn cho cuộc đời của mình thế thì nhớ lại khi mà soạn cái giáo trình về giảng thuyết thì tôi chọn cái tựa đề đó con tim nói với con tim thì cách nào đó là muốn nói lên cái suy nghĩ của mình về việc giảng lời Chúa hồi xưa đó người ta gọi cái môn giảng thuyết là hùng biện thánh cha nhớ không thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái linh hồn của việc giảng lời Chúa không phải ở kỹ năng hùng biện cho bằng là ở cái cảm nhận của tâm hồn và khi mà mình có thể nói lời Chúa từ đáy lòng mình thì hy vọng là nó có thể chạm vào cõi lòng của người khác như là văn hào Cicero ông ấy từng nói là cái diễn văn hay nhất đó là diễn văn phát xuất từ trái tim Thế cho nên là khi đọc cái sứ điệp truyền thông năm nay mà thấy Đức Giáo Hoàng nhắc lại cái câu có Ko con lukitu đó, con tim nói với con tim đó thì tôi rất là vui. Cảm nhận đầu tiên của mình là như thế. Vâng. Yeah. Thưa Đức Cha, Đức Cha vừa nhắc đến cái câu nói nổi tiếng của Thánh Francisco Salizio và cũng được Đức Giáo Hoàng đề cao trong sứ điệp mới nhất đây đó là câu con tim nói với con tim chỉ trong cái câu ngắn gọn như vậy mà nhắc tới hai lần chữ con tim Thế thì tại sao mà đức thánh cha lại nhấn mạnh cái chữ con tim nhiều đến như vậy thưa đức cha? Vâng, cái câu hỏi này là câu hỏi lớn đấy mà cũng cũng không dễ nhất là trong cái khuôn khổ buổi trò chuyện ngắn ngủi thôi nhưng mà tôi nghĩ thế nào thì xin chia sẻ với cha với anh chị em như thế thôi. Tôi nghĩ là nếu chúng ta đọc kỹ sứ điệp truyền thông năm nay này thì sẽ thấy ở trong đó có một vài nhận định của Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô về thế giới hiện nay. Và những nhận định đó xem ra khá tiêu cực. Chẳng hạn như là Ngài nói thế giới của chúng ta đang sống hôm nay đó là một thế giới phân cực và đối nghịch một thế giới mà trong đó người ta ở hai thái cực và đối kháng với nhau chan chát vậy đó rồi ngài còn nói thế giới hôm nay là một thế giới thờ ơ vô cảm trước những đau khổ của phận người một cái thế giới mà trong đó người ta dễ dàng hô hào chiến tranh và hủy diệt lẫn nhau xem đó là ngài nhận định khá nặng nề về thế giới hiện nay mà chúng ta đang sống đó và vì thế đối diện với cái thế giới đó, đó thì khi mà nhìn lại cái triều đại giáo hoàng của đức francisco cho đến nay là 10 năm rồi thì chắc cha cũng đồng ý với tôi thôi đó là mình thấy cái hướng đi căn bản và bao trùm cái triều đại giáo hoàng này là tình yêu và lòng thương xót như thể là đối lại một cái thế giới thở ơ vô cảm một cái thế giới hận thù chia rẽ chiến tranh ngài đề cao tình yêu và lòng thương xót cho nên ngay từ lúc đầu ngài đã mời gọi giáo hội là đi ra đi ra những vùng biên không chỉ là vùng biên về mặt địa lý mà còn là vùng biên về mặt hiện sinh cho nên đang ngài quan tâm cách riêng đến người nghèo, đến anh chị em di dân, đến nạn nhân chiến tranh, đến những người bị gạt ra bên lề xã hội. Rồi ở trên bình diện quốc tế, thì vì Ngài quan tâm đến nạn nhân chiến tranh cho nên là Ngài tìm mọi cách để thúc đẩy hòa bình. Chẳng hạn như là cha nhớ cái đề mấy năm đó, Tuy giáo Hoàng Phan Cô mời hai lãnh tụ đối lập ở Sudan về tĩnh tâm ở Vatican. Và Ngài có một cái cử chỉ mà thế giới ngỡ ngàng. Đó là Ngài quỳ gối xuống hôn chân hai lãnh tụ đó. Để xin họ ngừng chiến đi. Để đem lại hòa bình cho đất nước, cho người dân đỡ khổ. Và kể cả với cuộc chiến hiện nay giữa Nga với Ukraine, thì Giáo Hoàng cũng đứng về phe nào hết. Tôi mới đọc một cái bài mà xem ra là cả Nga với Ukraine đều trách móc Ngài nhưng mà ngài không đứng về phe nào hết ngài tìm mọi cách để đem lại hòa bình để cho người dân đỡ khổ thôi Thế nếu mà chúng ta nhìn vào cái bối cảnh như vậy để thấy cái hướng đi mục vụ của Đức Giáo Hoàng tại sao mà Ngài đề cao con tim? Tại sao mà Ngài đề cao tình yêu thương? Trong mọi lĩnh vực mục vụ hết, chẳng hạn như giáo dục nhé. Ngài nhấn mạnh là giáo dục không phải chỉ là cung cấp kiến thức. Nhưng mà giáo dục còn là đào luyện con tim Ở trong tiếng Anh thì người ta dùng ba cái chữ hát à, Hét này, cái đầu <laughs> Hát, trái tim này Và hand, bàn tay Tôi nghĩ trong tiếng Việt mình cũng có thể dùng ba chữ T Là trí, là tâm và tay Đấy mới là một cái nền giáo dục con người toàn diện Thế thì trong lĩnh vực truyền thông như chính cha vừa mới nhắc cũng vậy. Đấy là lý do mà ngay nhắc đến con tim nhiều. Nhìn bằng cặp mắt của con tim. Lắng nghe bằng đôi tai của con tim. Và năm nay là nói bằng ngôn ngữ của trái tim. Đấy một cái chủ quan nữa thì tôi nghĩ vậy chia sẻ với cha với anh yeah. chị em. Yeah. Thưa Đức Cha, thì sứ điệp ngày thế giới truyền thông năm nay cũng khá dài và cũng khó mà nhớ hết được thì theo đức cha là có cái câu nào của sứ điệp mà chúng ta cần nhớ để có thể nắm bắt là tương đối toàn thể nội dung của sứ điệp không ạ thưa đức cha cha nói là sứ điệp năm nay khá dài là đúng đấy à. ừ bởi vì ngài cũng bàn đến nhiều chuyện nhưng mà nếu để chọn một ít câu mà tôi nghĩ là 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 là, là quan trọng nhất á thì đây là là chủ quan của tôi thôi nhá đó. thì tôi muốn chọn cái câu này mà tôi rất là tâm đắc và đồng thời coi như là cốt lõi của sứ điệp truyền thông năm nay đó là câu đức giáo hoàng nói nguyên văn thế này này chúng ta không nên sợ phải nói sự thật cho dù đôi khi bị gây phiền toái nhưng điều mà chúng ta nên sợ đó là nói sự thật mà không có trái tim yêu thương ừ, tôi thấy câu đó hay lắm có khi phải thuộc lòng mới được và nó quan trọng là bởi vì trong thực tế đó cha thấy không? Đúng là chúng ta đề cao là phải nói sự thật. Và chúng ta còn có thể trích dẫn lời Chúa nữa ở trong tin mừng do An chương 8 câu 32. Chúa Giêsu nói là sự thật sẽ giải thoát các con. Sự thật sẽ làm cho các con được tự do. Đúng vậy nhưng mà trong thực tế thì mình nói cái sự thật ấy mà cái động lực thúc đẩy mình là cái gì có phải là tình yêu không hay nó là cái gì khác ý tôi e rằng là không hẳn luôn luôn là như thế người ta có thể công bố một sự thật vì căm thù chứ và nó thể hiện ngay qua những từ ngữ những cách diễn tả của người ta người ta cũng có thể công bố một sự thật vì ghen ghét vì muốn hạ người khác và vì những lý do khác chứ không phải là vì tình yêu chẳng hạn như bây giờ có một người anh em chúng ta phạm một lỗi lầm nào đó và mình biết biết cái điều đó nó là sự thật nó đúng nhưng nó không phải là nó sai anh ấy phạm lỗi nhưng mà thay vì bây giờ mình đến gặp người anh em đó để tâm tình chia sẻ với nhau giúp nhau để vượt qua cái lỗi lầm đó thì mình tung nó lên trên mạng thế là chỉ trong nháy mắt thôi người anh em đó trở thành đối tượng cho biết bao nhiêu lời sỉ vả rồi bêu riếu rồi nhục mạ tổn thương tâm hồn ghê gớm lắm và nếu mà các bạn nhỏ đó có khi chịu không nổi tự tử đấy thế thì lúc bây giờ cái mà mình nói là mình nói sự thật đó thì sự thật đó là sự thật gì nó đâu có phải là sự thật giải thoát mà nó là sự thật hủy diệt cái mà mình nói là sự thật đó nó trở thành phương thế của bạo lực bạo lực trong ngôn từ bạo lực trong hành động vậy cho nên cái lời nhắc nhớ của Giáo Hoàng Phan Cô là quan trọng lắm. Chúng ta không nên sợ phải nói sự thật, cho dù bị phiền toái. Nhưng mà cái điều mà mình nên sợ đó là nói sự thật mà không có trái tim yêu thương. Và tôi nghĩ đấy cũng không phải là cái điều mà tự ngài sáng tác ra đâu. Mà bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu từ tin mừng Chúa Giêsu Chẳng hạn như cha nhớ trong cuộc thương khó của Chúa đó. Khi mà người ta dẫn Chúa Giêsu ra trước thượng hội đồng Do Thái, rồi các ông ấy chất vấn ngài, ngài trả lời. Thế thì có một anh lính nó tát Chúa Giêsu, nó nói rằng là người dám trả lời vị thượng tế như vậy sao? Chúa Giêsu trả lời anh ta, nếu tôi nói sai thì anh chỉ cho tôi xem tôi sai ở chỗ nào. Mà nếu tôi nói phải thì tại sao anh đánh tôi? Chúa Giêsu bảo vệ sự thật chứ. Nhưng mà ngài đâu có dùng bạo lực. Tôi nghĩ đùa trong bụng là nếu mà Chúa cho nó một cú rờ ve thì cái anh chàng đấy chắc tiêu rồi. Nhưng mà ngài đâu có sử dụng bạo lực đâu. Thành thử đấy cái cách ứng xử của Chúa Giêsu đó nói sự thật nhưng mà bằng trái tim yêu thương Đấy mới là cái sự thật giải thoát Anh thử đã riêng đối với tôi đó Thì tôi quan tâm đặc biệt đến cái câu đấy Và nghĩ nó là cốt lõi cho sứ điệp truyền thông năm nay Mà nếu được thì chúng ta cũng nên thuộc lòng luôn Chúng con cảm ơn Đức Cha đã cho chúng con thấy cái cốt lõi của sứ điệp năm nay và nghĩ là cũng là cốt lõi của cái sứ mạng truyền thông, đặc biệt nghĩ đến cái sứ mạng truyền thông mà mỗi người cần phải mang lấy. Đức thánh cha cũng nói đến điều đó. Đức thánh cha đã từng nói là con người ta khi <laughs> sinh ra thì đã mang lấy một cái sứ mệnh. Và sứ mệnh có nghĩa là cái mệnh lệnh của trời, mệnh lệnh của Chúa và mỗi người đã nhận lấy khi sinh ra để mà thi hành trong suốt cuộc đời của mình cụ thể là mỗi tín hữu khi sinh ra thì đã mang lấy cái sứ mệnh truyền thông tin mừng trong suốt cuộc đời của mình các tín hữu là thực hiện điều đó và qua cái sứ điệp năm nay thì đức giáo hoàng hướng dẫn các tín hữu thi hành cái sứ mệnh loan báo tin mừng một cách tốt nhất loan báo tin mừng bằng ngôn ngữ yêu thương. Và đấy là bài học rất là quan trọng. Không những là cho tất cả các tín hữu, mà đặc biệt là cho những người làm việc trong cái lĩnh vực truyền thông. Cần phải thấm nhuần cái bài học đó và phổ biến cho tất cả mọi người. Thì thưa Đức Cha, làm thế nào để có thể phổ biến cái bài học quan trọng đó một cách rộng rãi và hữu hiệu nhất. Cha đặt câu hỏi về việc phổ biến cái tinh thần của sứ điệp cho càng nhiều người càng tốt. Cái câu hỏi đó tôi nhớ là trong một lần họp Bộ Truyền thông ở Tòa Thánh đó cũng có đặt ra. Đặt ra nói chung đó cho những tài liệu của giáo hội, cho những cái sứ điệp của Đức Giáo Hoàng những sứ điệp rất là sâu sắc và rất tốt nhưng mà làm sao mà để phổ biến rộng rãi cho mọi người được thế thì riêng đối với tinh thần của sứ điệp năm nay thì tôi nghĩ đến hai điều <laughs> thứ nhất đó là với những anh chị em đang làm việc ở trong ngành truyền thông công giáo thì ở trong sứ điệp năm nay này Đức Giáo Hoàng Francisco có nhắc tới nhận xét của thánh giáo hoàng phaolô đệ lục về thánh francisco salesio bộn mạng của giới truyền thông á đức phaolô đệ lục nói rằng khi mà ngài đọc những bài viết những tác phẩm của thánh francisco salesio đó thì ngài cảm thấy ba điều thứ nhất đó là thích thú và thứ hai đó là nó giúp mình thêm hiểu biết và thứ ba là nó đánh động mình. hết tôi tôi hiểu một cách chủ quan là ba cái điều đó đó nó liên quan đến ba khả năng Chúa ban cho mỗi người chúng ta là trí tuệ, là trái tim, là đôi tay. đọc một bài viết hay là xem một cuốn phim hay là nghe một bài diễn thuyết mà mình cảm thấy là mình hiểu biết thêm cái gì đó thì tự nhiên là mình thích rồi. Rồi mình cảm thấy là thích thú bởi vì nó lôi cuốn mình. Và đồng thời mình cảm thấy là mình được đánh động bởi vì nó thúc đẩy mình sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn hay là mình cảm nhận là tâm hồn mình bình an hơn, vui hơn. Thế thì ba cái yếu tố đó đó, thích thú gia tăng sự hiểu biết và đánh động tôi nghĩ nó cũng có thể là ba tiêu chí cho chúng ta những người làm việc ở trong ngành truyền thông công giáo khi mà mình viết bài khi mình đưa hình ảnh khi mình thực hiện một cuốn phim khi mình có một bài nói chuyện đấy, mình cũng có thể dựa vào ba tiêu chí đấy và kể cả khi mà mình đào tạo những người trẻ trong lĩnh vực truyền thông công giáo thì cũng nên quan tâm đến ba tiêu chí đấy thế rồi kế đến đó thì như cha vừa mới nói cái sứ mệnh truyền thông không chỉ là cho những anh chị em làm trong ngành truyền thông công giáo mà là tất cả mọi kitô hữu chúng ta đều có cái sứ mệnh loan báo tin mừng truyền thông tin mừng thế thì tôi chỉ mong điều đơn giản thế này cái câu mà con tim nói với con tim đó nó dễ nhớ mà thế bây giờ thì mỗi người chúng ta lấy cái lời đó như là lời tâm niệm vậy để khi mình viết một bài hay là mình ấn cái nút like hay là ấn nút share hay là có một comment khi mà mình vào mạng xã hội chẳng hạn đó mình có một chương trình gì đó mình nhớ đến cái câu đó con tim nói với con tim đó là một lời tâm niệm để hướng dẫn suy nghĩ và hành động của mình trong lĩnh vực truyền thông. Được như thế thôi thì tôi nghĩ cũng đã là tốt lắm rồi. <laughs> chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha đã giúp chúng con hiểu rõ hơn sứ điệp ngày thế giới truyền thông năm nay của Đức Thánh Cha Phan Cô. Chúng con hứa sẽ nỗ lực nói bằng trái tim khi chúng con giao tiếp với nhau hoặc là chúng con thực hiện cái sứ mệnh uh, truyền thông tin mừng mà Chúa giao cho chúng con khi làm người và chúng con uh, xin kính chúc đức Cha nhiều sức khỏe và được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin uh, cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho Cha và cho tất cả anh chị em. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Cuộc trò chuyện Với Đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm Xin kính chúc quý vị Luôn an vui hạnh phúc Và mong gặp lại quý vị Trong những chương trình kế tiếp